Thưa quý vị, mùa xuân năm nay, huyện Hòa Vang có 225 thanh niên đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đợt giao quân năm 2021 đã hoàn thành. Hầu hết các bạn trẻ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều yên tâm chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với non sông, đất nước. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên những ngày vừa qua, hoạt động thăm hỏi, tặng quà ở các địa phương cho thanh niên trước khi lên đường tòng quân tuy diễn ra giản dị nhưng ấm áp, đông đầy nghĩa tình. Đáng kể nhất là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với những trường hợp gia đình khó khăn, đặc biệt là nguồn động viên, khích lệ kịp thời cho các bạn trẻ an tâm hoàn thành trách nhiệm của người trai đối với Tổ quốc. Em thì người thanh niên nào cũng đến tuổi thì cũng có trách nhiệm với nhiệm vụ của mình, thì mình phải thực hiện. Anh cũng đồng viên là cho con cứ an tâm đi hết nhiệm vụ của con quân về, rồi địa phương, rồi là không có gì nhà mà lão hết. Đến thời điểm này thì tất cả các thanh niên đều có tâm lý rất là tốt, tinh thần sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thì trong cái công tác tuyển quân thì trong thời gian qua thì Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, Ủy ban xã cũng đã thực hiện các cái bước, các cái nội dung mà liên quan đến cái động viên rồi thăm hỏi từ thanh niên cho đến gia đình. Năm 2021, thành phố giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho huyện Hòa Vang là 225 thanh niên. Mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao quân được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Hòa Vang chuẩn bị chu đáo, trong đó có việc khai báo y tế và xét nghiệm COVID-19. Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021 đối với Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đến giờ phút này đã cơ bản là ổn định. Qua đánh giá nắm tình hình ở địa phương thì các thanh niên đều là an tâm tư tưởng, xác định và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện thì cơ quan đã tham mưu và làm tốt công tác chuẩn bị cho cái lễ giao nhận quân. Đặc thù năm nay là ảnh hưởng đến cái dịch bệnh COVID, cho nên công tác lễ tổ chức lễ giao nhận quân thì nhanh gọn an toàn, trong thời gian diễn ra khoảng 20 phút là sẽ kết thúc và đưa thanh niên về các cái đơn vị. Được biết, trong tổng số 225 thanh niên nhập ngũ năm 2021, có 42 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, trong đó 15 thanh niên có trình độ đại học và có 1 thanh niên là đảng viên. Nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 2 anh em song sinh ở thôn Hòa Khuê, xã Hòa Sơn đã tự nguyện tòng quân lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.